Xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh truyền thông Tuyên Vũ Audio. Mình thưa các bác, hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu với các bác những ngày đầu năm và những cái sản phẩm mới với những cái sản phẩm chất lượng. Thì hôm nay thì chúng em liên tục về hàng để giới thiệu với các bác. Và trước mặt các bác đây chính là một mẫu loa đến từ Eric. Đó, mẫu loa này thì chắc hẳn anh em là thường xuyên theo dõi Tuyên Vũ thì chắc là sẽ không xa lạ gì với những cái dòng loa này, đúng không ạ? Đó, và đây thì là bản hoàn toàn mới, bản 2023 các bác nhá. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau là tìm hiểu và khám phá xem cái dòng loa này nó có cái gì đặc biệt đấy, để cho các bác phải hứng thú khi mà nghe chất âm ở trên những cái dòng loa này đó. Và em sẽ quay gần lại để đánh giá chi tiết. Đầu tiên thì chúng ta xem về cái thiết kế sản phẩm thì các bác có thể thấy rằng là nó sự thiết kế rất là đẹp, đúng không ạ? Đầu tiên là lớp sơn các bác nhé, lớp sơn rất là bóng bẩy luôn này. Đấy, rất là bóng luôn anh em nhé, cực kỳ là bóng bẩy, nhìn rất là đẹp đó. Rồi đến e căng, đó e căng họ làm này, các bác nhìn này, hàng chính hãng thì bao giờ cái chất lượng đấy của sản phẩm bao giờ nó cũng đẹp, đúng không ạ? Nhìn nó rất là khôn đấy, nhìn nó rất là khôn các bác nhé. Đó, và con này e căng của nó thì sẽ là e căng hai lớp, bên ngoài này chúng ta sẽ có một lớp kim loại này, bên trong là sẽ có một lớp lưới. Đó, lưới này thì nó sẽ là chống được bụi bẩn cũng như là dị vật bay vào trong các bác nhé. Đó, và ở giữa đây chúng ta sẽ có một cái logo của Eric. Đó, và logo này thì chính là cái dòng logo phát sáng anh em nhé. Logo này chính là logo phát sáng, nhìn rất là chất lượng luôn anh em nhé, nhìn quá là đẹp luôn ạ. Eric Audio đó, đúng không? Đây là ngoại thất và đây là phiên bản Nimit các bác nhé. Nimit này em sẽ quay mặt sau đây. Để mặt sau thì chúng ta sẽ có là một lỗ tai sách này, tai sách nha. Ở bên dưới đây các bác nhìn này, đấy, Eric SP12 Nimit. Đấy, con này công suất ăn rất là nhẹ luôn. Đấy, công suất của nó chỉ có 350W thôi. Đấy, độ nhạy lên tới 99 dB và chạy ở chiều kháng 8 ôm. Wow, con này nhìn rất là chất lượng đúng không? Đấy, và vẫn là sản xuất tại Trung Quốc. Nhà máy của Eric thì vẫn là để đặt bên đó thôi các bác. SP12 Nimit. Đó, và đây chính là cái nhá, thiết kế của sản phẩm. Đánh giá bên ngoài thì em thấy khá là ấn tượng, nhìn nó rất là đẹp. Đó, các bác có thể là trưng cũng đẹp mà treo lên hay là về cái chất âm, nói chung là không thể chê được để trong cái tầm giá. Đó, và bây giờ thì em sẽ tháo ra để anh em cùng tham khảo về nội thất nhé. Vâng, thưa các bác thì em cũng đã tháo cái chiếc loa Eric này ra để các bác có thể là kiểm tra cũng như là soi về cái driver của nó, cú bass cú chép thực sự là rất là ấn tượng đúng không ạ? Đây chính là từ của con Eric này đó, và các bác có thể thấy rằng là đây họ ghi là 300W ở 8 ôm này đấy, và kích thước của đường kính của nó là 12 inch đó. Và các bác có thể thấy rằng là từ nó thật sự là nhìn rất là đẹp đúng không, từ 190 các bác nhé, từ 190. Con này phải nói là cực kỳ đẳng cấp luôn, nhìn nó rất là chất, và anh em nhìn cái xương của nó này quá là gấu luôn ạ, đúng không ạ? Nhìn quá đẹp, thật sự là không có cái từ nào để mà chê được cái sản phẩm này trong cái tầm giá các bác nhé. Đấy, quá chất lượng luôn đấy. Mà xíu nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau là test chất âm đúng không ạ? Anh em nhìn này, đẹp tuyệt vời luôn đấy, rất là đẹp luôn ạ. Con này nhện của nó thì là nhện đen anh em ạ, nhện đen nhé, anh em sẽ soi nhiều này. Đó, nhện đen nó đẹp chưa, rất đẹp đúng không? Đó, rất đẹp đấy, nhìn nó phải chất như thế này đó, em thấy không? Còn về gân và rốn loa thì chúng ta không thể chê được, sờ rất là thích tay đó. Và con này nó có thêm một cái lỗ thông hơi ở phía dưới này anh em này đấy, thông hơi mặt mặt dưới củ bát này luôn, giúp cho cái âm bát của nó ra tiếng nó cảm giác nó sâu hơn anh em nhé. Đó, cũng hơi ở dưới mặt bát này. Còn đây là chép. Đó, chép thì được sơn một lớp một sơn màu xanh, nhìn rất ấn tượng đúng không? Đấy, sơn một lớp sơn màu xanh. Đây các bác nhìn này, cho anh em xem nhé. Củ chép của nó đây. Chép này thì họ hàn luôn vào. Đấy. Cực kỳ chất lượng. Đấy, của chép này nó chạy có 90W này, 90W này đó. Có thể chê được không ạ? Không thể chê được đúng không? Đó. Quá là đẹp.
nó đây anh em nhìn phân tần. Đấy, nhìn qua phân tần thì em thấy nó rất là giống với cái dòng mà B3. Đấy, rất là giống cái dòng mà J212. Này thì chúng ta không thể chê được. Đúng không ạ? Đó, hàng chính hãng. Không thể chê được. Đây phân tần của loa này. Đấy, bốn con trở sứ này. Đấy, tụ rất là nhiều. Tụ rất nhiều là hai cuộn cản nữa này. Đó, cuộn cản tròn dưới này thì nó sẽ là thành củ chép, còn cuộn cản này cho củ bát đấy. Không thể chê được. Thật sự là em rất là ấn tượng với cái dòng loa Eric này. Đấy, bát chép soi rất là kỹ càng và chi tiết cho anh em. Đó. Còn thùng vách anh em nhìn thùng của nó này. Thùng là thùng ván ép nhé. Đấy. Thùng ván ép. Thật sự là cái thiết kế thì rất là đẹp, đúng không ạ? Từ củ bát, củ chép rồi đến phân tần, rồi đến thiết kế thùng loa thì không thể chê được. Và cái dòng loa này giá rất là rẻ. Nên bây giờ thì em sẽ nắp vào test cho anh em chất âm nhé, để các bác cảm nhận cái chất âm của cái dòng loa này. Vâng, và các bác bây giờ thì chúng ta sẽ test một bài ở trên con loa Eric này. Đấy, và cũng sẽ hứa hẹn anh em là cái chất âm nó cực kỳ tuyệt vời. Và xin mời các bác cùng đeo tai nghe và cùng em trải nghiệm chất âm của cái dòng loa Eric này. Và xin mời các bác. Quá hay, cái tiếng chép các bác nghe, cái tiếng chép của nó rất phê luôn ạ. Ơi xuân về nên đất trời vui nở hoa, xuân gieo ý nhạc chim én họa khúc tình ca, tình xuân tươi đẹp quá, ánh mắt em tràn hòa, điệu nhạc vang ý thơ đưa ta về bên suối mơ. Hoa thơm khoe màu trong nắng vàng cơn gió lay, hương xuân ướm hẹn trao ý tình nồng mê say, đầu xuân dâng lòng hai câu sông thân an lành, bên ly rượu mừng vui thắm tình xuân ngát xanh. Em ơi xuân về xuân ấm mọi nhà, mai đào khoe sắc hương đôi lứa đẹp xuyên thấm tươi, chúc em người bác sĩ áo trắng người yêu thương, chúc anh người lính chiến gìn giữ đất quê hương, mùa xuân nay khác là niềm vui trong khó khăn, nhưng đời ta vẫn xuân tràn hòa cho những nhà vui đắm say, ngư dân chúng mùa tôm cá đầy ghé tốt tươi, người nông dân gặt hái, người kinh doanh phát tài, mong cho mọi nhà vui đón mùa xuân ấm no. Các bạn có thể thấy không ạ? Chất âm nó quá tuyệt vời để mà nói về cái đôi loa này, đúng không ạ? Rất rẻ mà rất hay. Anh em quan tâm chi tiết thì có thể liên hệ trực tiếp tới Tuyên Vũ để được tư vấn và hỗ trợ. Và xin chào các bác.